Chocobai, chiếc túi sách ngọt ngào nhất trong bộ sưu tập túi của Lecas, được sản xuất trực tiếp tại Việt Nam, được sử dụng chất liệu da bò lớp 1 và được bảo hành kỹ thuật trọn đời tại Lecas Leather. Một chiếc túi đeo vai, nhưng chỉ với một nút tách là có thể biến ngay thành một chiếc túi đeo chéo, cực kỳ tiện lợi và dễ dàng. Chocobai với thiết kế mới là khóa xoay, linh hoạt, chắc chắn. Sản phẩm được sử dụng chất liệu da bò lớp 1 nên toàn bộ thứ da đều mang lại trải nghiệm rất là mềm mại, dễ chịu khi sử dụng. Với nội thất linh hoạt để được điện thoại, kính mắt, ví tiền, sổ sách, ngăn để thẻ riêng, ngăn khóa kéo riêng, dây móc chìa khóa thông minh và đặc biệt sản phẩm trang bị thêm một ngăn khóa phụ bên ngoài bằng cockpit 500 để có thể tăng thêm diện tích đầy đủ. Chocobai có kích thước ngang 25, cao 21, rộng đáy 5,8 cm. Chocobai với nhiều cách đeo khác nhau từ đeo vai, đeo chéo, sử dụng với chất liệu da lớp 1 mềm mại đang có mức giá chỉ từ 2.690.000. Để đặt hàng, anh chị vui lòng comment ngay dưới bài viết này với cú pháp là P27, cách số điện thoại để thợ da Lecas có thể nhanh chóng gửi túi sách tới anh chị ạ. Chocobai hiện tại đang có rất là nhiều màu sắc và đang đợi để được anh chị dinh ngay về nhà đấy ạ. Hãy nhớ để lại cú pháp để thợ da Lecas có thể gửi tới anh chị những chiếc túi ví thật xinh đẹp. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều và xin hẹn gặp lại ở clip sau.